Xin chào anh em. Thì ở cái video tiếp theo này thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một số đồ liên quan đến đồ nua nha anh em nhé. Đấy. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc comment số điện thoại đồ muốn mua ở dưới bình luận, em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý giá và chương trình làm cho cùng ship toàn quốc sẽ là từ 30 đến 50 nghìn trên một đơn tùy vào cái giá trị. Đó. Thì đến với cả con món hàng đầu tiên là một con máy của hãng Daiwa. Đấy. Daiwa Kick Cardia 2500. Đấy. Hàng này là của Thái Lan sản xuất, Thái Lan xuất Nhật. Thì hàng này bây giờ nó không còn mới nữa anh em nhé. Con máy này sản xuất năm 2009, rất là êm mượt, cực kỳ hoạt động hoàn hảo luôn. Đó, rất là êm. Đó. Đây, cho anh em xem cốt nhá. Thì con máy này nó phù hợp với anh em câu nua. Đấy, nua nóc, nua chẽm, nua gành. Đây là cái cốt của nó nha anh em nhá. Đấy, mình nhặt họ bùi toàn mỡ này, mỡ nguyên bản nên này, em không tháo ra tra dầu cho dép gì đâu nha anh em nhá. Đấy, vì nó còn hoạt động quá là êm mượt luôn. Con này thì đánh nóc thì bao giờ cho nó hỏng. Thì thông số con máy này như sau. Đấy, con máy này thì nó còn đầy đủ hộp nha anh em nhé. Đấy, đầy đủ hộp, giấy tờ ở bên trong. Ritio của nó là 4.7/1, trọng lượng 260g, mắc rắc 7 cân. Thông số dây là dây số 2 được 200m, dây số 2.5 170m, dây số 3 150m, tương đương với cả size 3000 của Shimano nha anh em nhé. Một vòng tay quay thu được 70cm dây, 5 mặc đạn, cộng đạn của trục là 6. Đấy, 6 kích này. Cái hộp này chỉ có thế này, nó cũng không có gì cả. Đó, giấy tờ. Thì báo giá luôn con máy này em đang bán với giá là 2.600.000 nha anh em nhé. 2.600.000 con kích Cardia này. Đó, thì nó cũng có chầy xước nhưng mà nó cũng không đáng nha anh em nhé. Này, chỉ một ít ở đít này. Đấy, phía đít này. Bên phía đây này, đây này. Đó, nói chung là 2.500.000 con này thì chắc là nếu như mà với cái giá tiền 2.500.000 thì sẽ không một con nào ăn lại được con này. Đó, rồi. Tiếp theo là món đồ thứ hai. Món đồ thứ hai là một cái kẹp cho anh em nhá, cái kẹp cá. Đấy, cái kẹp cá như này. Đó. Chuniroja Fish Grip Master Model Head Queen. Đấy, thì nó phương thức hoạt động của nó sẽ như này. Đấy. Thì đây là cái mồm cá này. Đấy, ví dụ giả dụ đây cái mồm cá nhá, thì nó sẽ kẹp vào như này không ra được. Thì tất cả con kìm này, cái con kẹp này thì nó sẽ là bằng nhôm nha anh em nhá, chất liệu 100% aluminum, thì nó có sẽ thu gọn vào được như này. Đó. Đấy, mở ra, kẹp vào, mở ra, rất là ngon nha anh em nhá. Cái kẹp này thì nó có giá là 500.000 nha anh em nhá, 500.000. Đó, 500.000 bộ như này. Rồi, theo là cái kim thì nó sẽ phù hợp cho anh em gỡ lưỡi này, vào khoen này. Đó, này kim cũng một cũng bằng anu nha anh em nhé, cũng bằng aluminum bằng nhôm đấy. Đấy, như này nhìn rất là xịn sò luôn. Đó. Thì kìm này có giá là 320.000 nha anh em nhé, 320.000 cái kìm. Cái kính này là 400.000. Đấy, kính này. Kính của One Ocean UV400. Đấy, hộp này. Grenade Blocking Phonastri UV400. UV400 là nó cản được nắng lên đến 400 nanomet nha anh em nhé. Đấy, 400.000 luôn, 400.000 này. Đấy. Rồi, anh em cần món nào thì có thể em nhé. Chào anh em.